Xin chào các em, chị tên là Sushi. Rất vui được gặp các em trong video lần này. Hôm nay chị Sushi sẽ hướng dẫn cho các em chơi bộ đồ chơi ghép hình Lego trường học các em nhé. Chiếc hộp này chúng ta có thể xếp được rất là nhiều hình đẹp khác nhau đấy các em ạ. Đây, bên ngoài là hình mẫu các em nhé. Đây là hình tòa lâu đài đấy các em ạ. Rất là đẹp đúng không các em? Ồ, chiếc hộp này còn có cả chiếc quai. Chúng ta có thể cầm sách đi chơi nữa nè. Và ở bên trên là nắp của hộp. Bây giờ chị và các em cùng mở hộp ra xem nào. Chị sẽ di chuyển chiếc giấy. Vậy là chị đã mở được chiếc hộp này ra rồi. Bây giờ chị xem bên trong hộp có những gì các em nhé. Ồ, các em nhìn thấy không? Có rất là nhiều đồ chơi đẹp đấy các em ạ. Đây, đây là một túi đồ chơi hình xếp hình Lego nè. Và trong này còn một túi nữa. Rất là đẹp đúng không các em? Ồ, đặc biệt là còn có ba bạn búp bê này. Rất là xinh xắn đúng không các em? Bây giờ chị và các em mình cùng bắt đầu xếp hình các em nhé. Chị sẽ lấy chiếc kéo để cắt ra nè. Wow, vậy là chị đã cắt xong túi đầu tiên rồi. Bây giờ chị sẽ cắt đến túi thứ hai các em nhé. Bây giờ chị và các em mình cùng bắt đầu xếp hình logo nào.